Chủ tịch PSG ám chỉ Barca là thảm họa bóng đá. Pháp chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cho rằng khoản nợ 1,8 tỷ đô la Mỹ của Barca không tốt cho bóng đá, trong khi PSG không phải nợ ai. Trong một hội thảo bóng đá hôm 5 tháng 9, ông Khelaifi không nhắc đích danh Barca lần nào, nhưng nói có đội bóng đang nợ 1,8 tỷ đô la Mỹ. Khoản nợ này khổng lồ, mạo hiểm và mối nguy hiểm lớn với bóng đá, ông nói theo kiểm toán Deloitte tháng 5 năm 2022. Barca là đội nợ nhiều nhất thế giới với 1,3 tỷ đô la Mỹ, còn Juventus đứng thứ hai với 900 triệu đô la Mỹ chưa trả được. Đến tháng 8 năm 2021, chủ tịch Barca Joan Laporta xác nhận đội bóng nợ 1,35 tỷ đô la Mỹ. Vì thế, báo Pháp AMC Sport cho biết đội bóng được Khelaifi nhắc tới trong cuộc hội thảo kể trên là Barca. Khelaifi còn nói rằng có những chủ tịch đội bóng nắm quyền nhiều năm rồi để lại khoản nợ khổng lồ cho người kế nhiệm. Điều đó được lặp lại và sẽ có ngày đội bóng gặp nguy hiểm. Chúng tôi phải thận trọng vì khoản nợ lớn như thế có thể hủy hoại bóng đá. Nhà chức trách cần tạo ra quy định để bảo vệ các đội bóng. Chủ tịch PSG nói thêm, rắc rối tài chính hiện tại của Barca vốn bắt nguồn từ thời chủ tịch trước Josep Maria Bartomeu. Theo Athletic tháng 8 năm 2022, tân chủ tịch Laporta đã vay thêm 550 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng Mỹ Goldman Sachs để tái cấu trúc nợ từ ngắn sang dài hạn. Đội bóng cũng sẽ cắt bớt các khoản doanh thu trong tương lai để trả cho những đối tác để kích hoạt các đòn bẩy tài chính và có thêm vốn hoạt động. Theo nhiều chuyên gia, điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới đội bóng về lâu dài. Khelaifi là chủ tịch quỹ đầu tư thể thao Qatar QSI PSG lẫn hãng truyền thông bên Sport, nhưng ông không phải nhân vật có tiếng nói nhất ở PSG. QSI là công ty con của quỹ đầu tư quốc gia Qatar QIA với tổng tài sản năm 2021 ước tính 450 tỷ đô la Mỹ. Đứng đầu quỹ QIA là quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Theo Khelaifi, PSG đang không nợ nần gì. Nhưng theo chuyên gia tài chính Kieron O'Connor, đúng là PSG đang không nợ bên ngoài, nhưng họ đang nợ chính chủ sở hữu QSI. Năm 2020, khoản nợ của PSG với QSI tăng từ 50 triệu lên 197 triệu đô la Mỹ. Đây là hình thức rót vốn từ Qatar dành cho đội bóng của Khelaifi.